thưa quý vị và các bạn sau khi ổn định tình hình trong triều lý đạo thành đã triển khai việc mở khoa thi đầu tiên để chọn nhân tài cho đất nước khoa thi này được thực hiện một cách mẫu mực nhằm làm gương cho những kỳ thi sau nhân tài được tuyển chọn vô cùng khắt khe khoa thi đã để lại tiếng tăm cho nhà lý và tên tuổi của lý đạo thành lại vang xa khắp cả nước cũng từ đó Câu chuyện đau buồn trốn hậu cung khiến Hoàng Thái Hậu Thượng Dương và 72 cung nữ bị chết oan, dần lui vào quyền lãng. Tình hình đất nước đi vào ổn định, đời sống của nhân dân trở nên phấn khởi sôi động. Còn trong chiều, tin đồn về việc Đỗ Khánh Thập cùng các quan thái giám tụ họp để tìm cách có được những vị trí then chốt trong bộ máy quốc gia, cùng tin đồn về Lý Thường Kiệt có thể lật lại triều đình đã đến tay linh nhân Hoàng Thái Hậu ỷ Lan. Bà chợt nhận ra bộ mặt nguy hiểm của Đỗ Khánh Thập, người đã dẫn dắt bà đến với tội ác. Bà cảm thấy kinh sợ với con người hắn ta. Mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 4, Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử 8 chiều vô lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc Thúy Trà. Nói xong, ông nhìn khắp một lượt rồi dắt cậu con trai đến chỗ lê văn thịnh và nguyễn sĩ thoại ông nói với thịnh chú là con thầy chú và anh em chúng tôi đây ông chỉ vào nguyễn sĩ thoại người trước người sau đều học thầy cả chúng ta là anh em đồng môn nay tôi đem thằng con để gửi hai chú nhờ hai chú dạy cho cháu nên người dù là chỉ mấy tháng cũng là nghĩa thầy trò kìa con bái thầy đi cậu con trai lễ phép đến trước Lê Văn Thịnh và Nguyễn Sĩ Thoại, vái mỗi người ba vái. Ông bố lại nói thêm, cháu tên là Hoàng Minh Tú, năm nay tròn 17 tuổi, nhà tôi sinh 7 đứa, mỗi thằng út này là trai, may mà cháu cũng chịu khó học hành. Nói xong, ông đứng lên chào mọi người, trước khi ra về còn dặn lại con. Thầy đã gửi con vào cửa hai chú con phải coi chú như cha, gắng học hành cho tốt. Bao giờ chú cho về nghỉ Tết mới được về. Ông ra đi cũng tự nhiên như khi ông đến. Các anh em lại quay vào bàn bạc học hành ôn luyện. Sĩ Thoại nói, lời thầy dặn mà bác trường, cha của Hoàng Minh Tú vừa nhắc lại, chúng ta phải coi đó là phương sách bất di bất dịch để làm bài và chấm bài trong thời gian chúng ta ôn luyện. Còn học như kỳ thi này nói là thi minh kinh bác sĩ có nghĩa là đòi hỏi các sĩ nhân phải có kiến văn uyên bác tức là mục tiêu của kỳ thi nhằm vào tuyển chọn các tài năng đích thực cho nên mới nói là phải làm sáng rõ luận lý của kinh sách kinh sách là những tín điều mang tính chân lý do các bậc thánh học trước tác nhưng trước khi được tôn vinh vào hàng thánh nhân các bậc đó cũng là những thường nhân, cho nên những điều được viết ra đó phần lớn là đắc ý và khả dụng, song cũng không ít điều chỉ đắc ý mà không khả dụng. Người bình văn phải tỉnh táo đưa các điểm đó ra ánh sáng với thái độ kính cẩn và thận trọng, bởi một khi đụng vào những tín điều ấy, chẳng khác gì đụng vào núi Thái Sơn, do đó phải thận trọng song không thể chúng ta không có chủ kiến với người thời nay. do vậy vừa phải có lòng kính cẩn đối với các bậc thánh nhân và các chức tác của họ, song lại phải có tinh thần phá chấp. chính bậc Á Thánh Mạnh Tử đã từng gian đương thời và hậu thế rằng tín tận thư như vô thư, có nghĩa rằng tận tín vào những điều sách nói thà không đọc sách còn hơn. tức là người xưa khuyên chúng ta không nên tin theo một cách mù quáng. Nguyễn Sĩ Thoại ngừng lời, anh nhìn khắp cử tọa rồi nói tiếp. Nhân nhắc lại nhờ thầy săn khi làm bài và nhân cái tên của khoa thi do triều đình đặt ra, tôi mạo muội đưa vài ý nhỏ, xin các anh em chúng ta góp nhặt ý kiến của nhau xong thì bắt tay vào ôn, có phải không anh Thịnh? Lê Văn Thịnh mỉm cười và tiếp lời. Coi nhẽ nội dung chúng ta cần ôn luyện đúng như anh sĩ thoại vừa nói và phương cách làm văn bài không ngoài cái ý mà lúc sinh thời thầy tôi đã truyền đạt cho các học trò vì vậy công việc của chúng ta lúc này là bình văn cũng tức là làm sáng rõ ý nghĩa các kinh văn việc này thật không dễ bởi nó đòi hỏi tới hàng núi kiến thức nhân đây tôi nói thêm vì có anh em hỏi kỳ thi này là thi các kinh văn của nho giáo hay thi cả các kinh văn của phật lão nữa xin nói rằng tên của khoa thi đã minh định thi minh kinh bác sĩ và nho học tam trường như thế đủ biết kỳ thi này là kén tài năng từ cửa khổng và chỉ có khổng học thôi cửa khổng ngụ ý nói về đạo nho do khổng tử là người hoàn thiện học thuyết nho giáo gộp cả bạn bè và học trò của Lê Văn Thịnh và Nguyễn Sĩ Thoại được gần ba chục người hàng ngày cùng nhau ôn luyện. Gọi là cùng nhau ôn luyện, chứ thực là Lê Văn Thịnh và Nguyễn Sĩ Thoại xứng đáng là bậc thầy cho tất cả. Nguyễn Sĩ Thoại thì chắc chắn minh xác, còn Lê Văn Thịnh thì tinh tế siêu việt. Có một điều bất ngờ trong đám thầy và trò ấy là cậu bé Hoàng Minh Tú lại nổi lên như một ngôi sao lúc đầu cậu còn rụt rè bẽn lẽn nhưng được hai thầy coi như con em trong nhà dìu dắt nâng đỡ nên cậu vượt qua được mặc cảm mình chỉ là một đứa trẻ mới lớn học vấn học lực đều còn non nớt như tuổi đời bấy bớt để tham gia ngày càng mạnh dạn hơn cậu học được cách diễn giải gãy gọn mạch lạc với lời lẽ khiêm cung khiến mọi người đều mến đều gần gũi săn sóc như một cậu em một đứa cháu thậm chí coi cậu như một đứa con ngoan, một người tài. Phải nói, mọi người đều chăm sóc, đều dồn góp kiến thức cho Hoàng Minh Tú. Vì vậy, cậu trưởng thành từng ngày. Không khí học hành ôn luyện ngày càng sôi động, mọi người cảm thấy gắn bó với nhau như người trong một nhà. Càng học trong đám anh em bè bạn, lúc đầu xưng hô tùy ý, nhưng sau mọi người đều nhận ra hai người chủ đạo trong công cuộc ôn luyện là Lê Văn Thịnh và Nguyễn Sĩ Thoại xứng đáng là bậc thầy của mọi người. Vì vậy, họ nhất đán tôn vinh hai người và chỉ hai người ấy là thầy với cách cớ nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Mặc dù Lê Văn Thịnh và Nguyễn Sĩ Thoại một mực chối từ, nhất là mỗi khi những người lớn tuổi trong đó có người là bạn bỗng dưng gọi bằng thầy thì hai người đều ngượng, mặt đỏ dần lên không khí học hành ôn luyện đang lên cao thì Tết đến buộc họ phải nghỉ. Đúng ngày 22 tháng Chạp, mọi người cùng Lê Văn Thịnh lau dọn bàn thờ, sửa sang lễ vật để cúng thầy đồ gủ, tức thầy Lê Minh Quang, người sinh thành ra Lê Văn Thịnh. Cúng thầy xong, anh em ăn uống chia tay, ai về nhà nấy để lo việc cúng táo quân vào ngày hôm sau và soạn sửa cho lễ Tết khoa thi năm Ất Mão 1075, trường thi Thăng Long tập hợp cả nước được hơn 100 sĩ tử hợp cách vào phòng thi. Triều đình chú trọng kén được người thực tài, thực xuất chúng, nên ra đề bài khá cao, chấm rất ngặt, chọn ra được hơn hai chục người. Nhưng khi vào đình đối thì chỉ còn lấy đậu được có bảy người. Lê Văn Thịnh đứng đầu bảng, năm ấy ông mới 29 tuổi. Trong số các người đỗ, còn có Nguyễn Sĩ Thoại và Hoàng Minh Tú. Sĩ Thoại 33 tuổi, Hoàng Minh Tú vừa bước vào tuổi 18 là người trẻ nhất trong các bậc đỗ Đại khoa, khoa Minh Kinh năm Ất Mão. Đình đối tựa như thi vấn đáp ngày nay, thường những khoa thi chọn các tài năng xuất chúng mới có đình đối. Nhà vua trực tiếp ra đề hoặc hỏi từng người phải trả lời tại chỗ. Trường hợp khoa thi này, vua Nhân Tông mới 9 tuổi, nên công việc đều do Lý Đạo Thành đảm nhiệm. Được tin người đỗ đầu khoa thi này lại là Lê Văn Thịnh và người đỗ yêu là Nguyễn Sĩ Thoại. ỷ Lan mừng lắm, hóa ra thuần người quen cũ. Sĩ Thoại là người làng, học trò yêu của ông đồ Lê Trung Lương, chính là cụ thân sinh gia linh nhân Hoàng Thái Hậu ỷ Lan. Còn cha của Lê Văn Thịnh là cụ đồ làng gỗ tức làng đông cứu cụ lê minh quang là bạn thân của cha ta lòng vẫn chấn lạ lùng linh nhân hoàng thái hậu sai triệu lê văn thịnh và nguyễn sĩ thoại vào lầu bát giác điện thiên khánh để bà diện kiến buổi đón tiếp diễn ra thật giản dị mà chân tình linh nhân hoàng thái hậu ỷ lan không đội mũ thái hậu mà búi tóc cài châm ngà mặc yếm cổ xẻ, áo dài màu thiên thanh, chân đi hải gấm. Cả tầng lầu bắt giác, trang hoàng những bức tranh về cuộc đời Đức Phật. Thoạt tiên là cảnh Hoàng tử Sĩ Đạt Đa gặp một người ốm ở phía đông Kinh Thành. Bức thứ hai mô tả cảnh Hoàng tử rời bỏ Hoàng cung, đi tìm chân lý. Ấy là lúc Sĩ Đạt Đa đứng nhìn theo người hầu Channa, chán nản ngồi trên lưng con tuấn mã quay trở về hoàng cung. Còn thái tử đang hướng tới một khu rừng rậm nơi có nhiều cao sĩ ẩn tu. Bức thứ ba, vẽ cảnh sĩ đạt đa chấm dứt cuộc đời tu khổ hạnh. Bức thứ tư, tả cảnh Phật thành đạo dưới gốc cây bồ đề. Cả căn phòng được sông xạ, mùi thơm sực nức. Phía dưới mỗi bức tranh nơi sát chân tường, kê một chiếc bàn chân quỳ, nhỏ như chiếc mâm gọng trên bầy mấy quyển kinh phật giữa căn phòng rộng trải thảm đỏ tám chiếc bàn chân quỳ kê thành một vòng tròn mỗi bàn lại có một vuông thảm bọc gấm màu vàng làm đôn ngồi linh nhân hoàng thái hậu vừa bước chân vào phòng thì quân canh vội bẩm khách đã tới với vẻ niềm nở hoàng thái hậu bước ra bậc thềm đón khách vừa trông thấy linh nhân hoàng thái hậu Nguyễn Sĩ Thoại và Lê Văn Thịnh đã vội quỳ tâu. Vâng mệnh Hoàng thượng, chúng thần có mặt, kính chúc Hoàng Thái Hậu vạn an. Y Lan mỉm cười nhẹ nhàng, vẽ vời, không có lễ vua tôi nào ở đây hết. Anh Sĩ Thoại, anh Thịnh, các anh còn nhớ tôi không? Nghe tin các anh đỗ, tôi vui quá. Thế là bỏ công thầy tôi, thầy anh Thịnh dạy dỗ, tiếc là các cụ đã qua đời sao các anh giỏi thế tôi nghe bên hàn lâm viện nói các đề thi ra khó lắm kia mà lại còn chuyện đình đối nữa có phải ông thái phó lý đạo thành hỏi đình đối không ông ấy khó tính lắm đấy dạ quan thái phó là bậc đạo cao đức trọng học vấn tinh thuần dù người đậu người trượt đều tâm phục khẩu phục cả xin hoàng thái hậu yên tâm lê văn thịnh mở lời đã bảo ta là bà con là chỗ tình thân cố cựu lại cứ giữ lễ làm cho nó cách biệt xa vời quá ý anh sĩ thoại thế nào nói thật các anh tôi mãi mãi biết ơn thầy anh thịnh từ khi mẹ tôi mất bác bên nhà hay qua lại an ủi thầy tôi đôi khi tôi còn thấy bác cho cả anh thịnh đi theo hồi ấy tôi đã nghe loáng thoáng anh thịnh học giỏi lắm lần thầy tôi sang thăm bác bên nhà bắt gặp anh nằm gọn trong chiếc nong ở sân sau, phanh áo để phơi bộ mạnh tử sợ nó mốc, suýt ăn đòn. Thầy tôi về cứ khoe mãi, cụ bảo thằng bé ấy nếu gặp thời tác dụng ắt vào hàng kinh bang tế thế. Còn anh sĩ thoại, tôi không thể nào quên được lòng tốt của hai bác và anh đối với gia đình nhà tôi, kể cả khi cha mẹ tôi đã qua đời. Nhớ cách đây sáu năm, khi tiên đế cầm quân Viễn Trinh, trinh phạt Chiêm Thành, người sai tôi giữ quyền lưu thủ Kinh Sư. Tôi có ghé thăm quê, thăm hai bác, lại qua bên Đông Cứu, thăm cụ thân sinh Anh Thịnh. Hồi ấy, cũng đã được gặp các anh, nhưng chưa nói được điều gì, đã phải vội vã ra đi. Nghe nói bác mất cách đây đã ba bốn năm rồi, phải không Anh Thịnh? Tâu Hoàng Thái Hậu, phụ thân tôi qua đời đã bốn năm rồi ạ à? nghe các anh tâu tâu bẩm bẩm tôi thấy nó xa vời cách biệt thế nào ấy hay các anh không coi tôi là người thân nữa ỷ lan nói giọng chân tình và bà có ý hơi buồn nguyễn sĩ thoại bèn lên tiếng tâu chúng tôi không bao giờ quên được những ký ức xưa cũ nhất là tấm lòng của thầy đối với tôi thầy coi tôi như con ruột của thầy tôi nhớ bữa thầy dẫn tôi sang xin học thầy anh thịnh tôi buồn đến phát khóc năn nỉ xin thầy cho ở lại học trường của thầy thầy đã nghiêm khắc mắng tôi vì tương lai của con ta mới ký thác con cho bạn ta dạy dùm chứ sao ta không muốn con ở gần đỡ đần ta coi sóc các lớp nhỏ nhưng tình thân là chuyện riêng giữa chúng tôi với hoàng thái hậu không ai tước bỏ được còn như lễ vua tôi phải tôn trọng phải cẩn trọng bởi đó không chỉ là lễ mà còn là phép nước. Hoàng Thái Hậu có thể vì tình nghĩa cũ mà ra ân cho chúng tôi. Xong nếu có người đàn hạc cáo giác, tới lúc đó pháp luật lại chẳng dung tha. Lê Văn Thịnh cũng nói thêm vào, thực tình em vẫn muốn gọi chị là chị khiết như xưa kia. Em vẫn theo thầy em sang thăm hai bác vì em nhớ chị hơn em hai tuổi, còn anh sĩ thoại lại hơn chị hai tuổi. Nhưng đó là chuyện xa xưa ta coi như chuyện cổ tích thôi. Nay vì tình thế đã khác, vị thế cũng khác, nhất thiết phải giữ lễ quân thần, đúng như anh sĩ thoại vừa nói. Nếu không, lũ thần sẽ bị khép vào tội, có học mà không biết giữ lễ, phải đuổi về nhà làm thứ dân và suốt đời không được triều đình bổ dụng. Nghe Lê Văn Thịnh gọi linh nhân Hoàng Thái Hậu là chị Khiết, cái tên cũ của ỷ Lan thời thơ ấu. Nguyễn Sĩ Thoại sờn cả tóc gáy, anh đưa mắt nhắc Thịnh không được khinh suất. Trái lại, Ỷ Lan nghe Lê Văn Thịnh gọi là chị, lại gọi tên từ tấm bé cha mẹ đặt cho, mắt bà sáng lên, bà cười vui thích thú, nhưng nghe cả hai người phân giải, cuối cùng Ỷ Lan cũng phải thừa nhận. Thôi được, anh Thoại và cậu Thịnh đã nói vậy thì tôi nghe vậy, nhưng quả thực trong lòng tôi không muốn có sự phân biệt nhân đây tôi nói trước hai người nay mai sẽ được bổ dụng nhưng làm gì thì làm chứ tôi chọn thủ khoa lê văn thịnh làm sư phó cho nhà vua rồi đấy thần tuân chỉ đa tạ hoàng thái hậu đã ban hồng ân lê văn thịnh vừa vái vừa nói sau cuộc gặp lại những người thân vừa vượt qua cửa ải khó gấp ngàn lần cá vượt vũ môn bà linh nhân hoàng thái hậu ỷ lan như trẻ lại bà cười nói hồn nhiên như chưa hề có chuyện Lý Thánh Tông qua đời, cũng như chưa hề có chuyện bà xuống tay tàn bạo khiến 73 người thiệt mạng, trong đó có Thượng Dương, Hoàng Thái Hậu. Lại nói, Thái sư Lý Đạo Thành được triều đình triệu thỉnh từ châu Nghệ An về Thăng Long, lại ban chức Thái phó Bình Trương quân quốc trọng sự, tức là ông đứng dưới quyền của Lý Thường Kiệt, Thường Kiệt hiện đang giữ hai chức đứng đầu hai ban văn võ là thái sư và thái úy. Tuy vậy, theo như chiếu mệnh thì ông được toàn quyền tham gia bàn bạc các việc quan trọng của nước, kể cả việc binh nhung. Lý Thường Kiệt tự biết các quan trong triều không phục mình, nhất là các quan văn và giới nho học trong nước. Vì vậy, ông chỉ giữ hờ chức thái sư vì thể diện, còn các quyền về nội trị, ông giao hết cho Thái Phó Lý Đạo Thành điều hành. Tiếng rằng giữ quyền tướng quốc, nhưng ít khi Lý Thường Kiệt ra vào phủ Thái Sư. Lý Đạo Thành từ khi lo tổ chức được khoa thi minh kinh bác sĩ và lấy đỗ được mấy vị chân tài, tiếng tăm ông lại nổi khắp nước. Tuy lấy đỗ ít, song đây là lần đầu, khoa thi đầu tiên, Lý Đạo Thành muốn làm chặt chẽ, để kén các bậc chân tài, làm gương cho các bước đi kế tiếp kẻ sĩ trong nước thấy mình đang có cơ hội tiến thân vì vậy cái khí thế học hành trong cả nước trở nên sôi động số người được kén vào quốc học viện trước đây chỉ lác đác vài chục nay đã lên con số trăm và vẫn còn đang tuyển chọn phải nói từ sau khi lý đạo thành trở lại chấp chính và từ sau khoa thi tình hình trong nước đã đi vào ổn định lòng dân có phần phấn chấn tự hào và dường như Mọi người cũng cho qua, nếu không muốn nói là đã lãng quên vụ án Ỷ Lan giết 73 người vô tội. Triều đình bắt đầu bổ dụng các vị tân khoa, Nguyễn Sĩ Thoại được bổ làm khu mật sứ, đưa về khu mật viện. Lê Văn Thịnh được bổ chức sư phó vào cung hầu giảng cho vua học. Ít lâu sau, Lê Văn Thịnh lại xin cho Hoàng Minh Tú được nhận chức phụ giảng trong nhà Quốc học viện buổi đầu tiên vào hầu giảng nhà vua, Lê Văn Thịnh tiếp xúc với một cậu bé 10 tuổi, có thân hình mảnh khảnh, nước da xanh lợt. Non tướng mạo thì da dáng lắm, mắt sáng chán cao, tay dài với những ngón thon thon như búp măng. Thầy chưa dạy mà chỉ xem các sách vở nhà vua đã học. Sau đó, ông tìm hiểu các sở thích của nhà vua. Vua thích nhất là chơi dế trọi cậu dẫn thầy giáo cho xem hầm dế trọi mà cậu vẫn giấu mẫu hậu. Thích đá cầu, cũng thích thả diều sáo. Nhưng cậu chỉ chơi được loại diều nhỏ, đeo sáo còi. Cậu thích lớn lên, sẽ chơi loại diều to, với sáo còng, thả ngoài trời suốt đêm trăng. Cứ ba bốn chiếc diều như vậy, thả lên trong đêm khuya, ngay như cả một dàn nhạc trời đang hòa tấu. Sư phó Lê Văn Thịnh nói với vui nhỏ. Bệ hạ, hãy bắt ra hai con dế trọi hay nhất, thử cho nó trọi xem, có hay không? Nhà vua lúi húi vào góc nhà, lôi ra hai chiếc hộp tre và tự tay bắt ra hai con dế trọi. Vua tôi thầy trò ngồi xem dế trọi một lúc lâu, Lê Văn Thịnh liền đứng dậy nói. Bệ hạ non đây, xem thần ra những thế võ, có giống võ của nhà dế trọi không nhé? Lê Văn Thịnh lúc thì lắc lư tay chân mềm mại, lúc lại gồng người đi từng miếng, y hệt mấy con dế chọi nhau. Nhà vua thích quá reo lên, đúng quá, đúng quá, đúng võ dế đấy. Bệ hạ có muốn học võ dế, thần xin được truyền dạy. Ông dạy ta thật nhá, ta thích học võ hơn là học sách, cứ nhai nhảy, nhai nhảy, đến buồn ngủ mất. Sau buổi đầu làm quen, Lê Văn Thịnh đã quyến nhà vua ham thích võ thuật, cơ thể nhà vua dần săn chắc, ăn uống ngon miệng chứ không bị đám a hoàn tỷ nữ phải nài ép. Phần nhiều thời gian học võ ngoài vườn thượng uyển hoặc dưới tán dợp của những cây vải, cây nhãn hoặc cây thị, khi ngồi nghỉ sau mấy bài luyện võ, Lê Văn Thịnh lại nói về thân thế sự nghiệp của các bậc thánh nho rồi dẫn vào bài học. Thầy cho bàn bạc bà hỏi han, thật là thích thú tới khi vào nhà học theo sách thuần những thứ thầy đã gợi mở lúc học võ ngoài trời nhà vua trở nên mạnh dạn và tiếp nhận bài học một cách dễ dàng hứng thú sau một tháng hầu giảng lê văn thịnh đã cho nhà vua xem các trận đá dế đá gà và khỉ đấu nhau rồi ông soạn thành các bài dế quyền kê quyền hầu quyền để dạy vua nhà vua thích thú hỏi thầy giáo à vậy ta phải học võ từ các loài vật sao tâu đúng như vậy thế thì loài vật giỏi hơn loài người à lê văn thịnh cười vui tâu loài vật đánh nhau là chúng tự vệ theo thói quen bản năng của từng giống loài nhưng chúng chỉ có bằng ấy miếng thôi lần nào đánh nhau cũng lại dở các miếng cũ ra dùng lại chứ chúng không có khả năng để tăng thêm sức mạnh cho chính nó trái lại loài người đứng đầu muôn loài vì có trí tuệ nên biết thu dụng không chỉ những điều hay của đồng loại mà còn biết khai thác cả bản năng tự nhiên của loài vật để làm tăng thêm sức mạnh cho mình nữa bệ hạ chẳng thấy cái bài dế quyền kê quyền hầu quyền có thế công thủ vừa mềm mại uyển chuyển vừa có khả năng khống chế đối phương lợi hại đến mức nào việc đó chỉ loài người mới làm được thôi nhà vua gật đầu khen. Ông thầy nói đúng quá, càn đức đâu có biết nhiều như thầy. Nhà vua trở nên quyến luyến thầy học, không chỉ thích học võ mà còn ham học văn nữa. Bây giờ không chỉ học thụ động mà còn biết hỏi nữa, hỏi trong bài học, hỏi ra ngoài bài học. Chỉ sau ba tháng học hành với thầy Lê Văn Thịnh, nhà vua đã trở thành một con người khác. Thân hình vạm vỡ hẳn ra, cao vồng lên, ăn nói chững chạc chứ không ẻo lả theo cung cách của đám nữ tỳ đám cung nữ nữa lê văn thịnh không chỉ là người kiêm thông văn võ mà ông còn là bậc quán thông ông từng nói với linh nhân hoàng thái hậu phải đào tạo nhà vua trở thành bậc văn võ toàn tài lầu thông tam giáo cửu lưu coi như thế nhà vua mới thu nạp được người hiền tài mới sử dụng được nhân tài vào việc ích quốc lợi dân mới đưa đất nước từ yên thịnh lên cường thịnh tam giáo là ba dòng đạo phật nho lão cửu lưu là chín học phái của trung hoa cổ đại gồm nho gia đạo gia pháp gia âm dương gia mặc gia tung hoành gia danh gia nông gia tạp gia linh nhân hoàng thái hậu hoàn toàn tin tưởng và giao phó việc huấn hỗ nhà vua cho sư phó lê văn thịnh khắp kinh thành bàn tán dâm gian chuyện đô thái giám đỗ khánh thập cùng bè đảng họp bàn sắp đưa hàng loạt các thái giám vào nắm các cơ quan then máy tin ấy lại được người đời bàn tán thêm vào rằng lý thường kiệt vốn là một thái giám nay đứng đầu hai ban văn võ lại tự mình cầm quân thì việc ông ta lật triều đình dễ như trở bàn tay Tin đồn ấy không chỉ đến tai Lý Thường Kiệt, mà linh nhân Hoàng Thái Hậu ỷ Lan còn được tường trình đầy đủ buổi các thái giám đến chúc tụng tại dinh đô thái giám Đỗ Khánh Thập. Những ai nói gì, Khánh Thập nói gì, tất thảy đều đến tai bà hết. Linh nhân Thái Hậu giật mình kinh sợ về sự lợi hại, cả sự nguy hiểm của con cáo già này. Thì ra, chỉ vì Thượng Dương cắt tiền thưởng cho y, mà y thù hẳn sắp tâm làm hại ỷ lan nhớ khi mới vào chiều đều hết sức canh chừng lũ thái giám vì bà được cảnh tỉnh từ thời thơ ấu qua các câu chuyện kể về lũ người này lớn lên đọc sách chuyện trung hoa càng thấy kinh tởm lũ họ bà nhớ lại và sâu chuỗi lại bắt đầu từ khi mang thai càn đức đỗ khánh thập đã mon men tới nhất từ khi sinh được càn đức thì sự tận tâm của y khiến ta cảm động và những thành kiến về đám thái giám dần được rũ bỏ. Ngay việc đem ta đến với Lý Thường Kiệt cũng là do mưu của y đấy chứ. Từng việc, từng việc nhớ lại đều có bàn tay y lên lỏi. Nay y công khai các việc tày trời đó ra với lũ thái giám, lại hứa hẹn sẽ đưa chúng vào các cơ quan then máy quốc gia. Như vậy là y đã từ thao túng chuyển sang lộng hành. Chắc y coi ta như lá bài trong tay nên mới dám khinh suất làm vậy. Tên này thật là táo tợn và cũng thật là nguy hiểm. Ngẫm nghĩ giây lát, Y Lan không khỏi kinh sợ vì rằng Đỗ Khánh Thập đã mưu toan điều hành ta, sử dụng ta, chứ không cam chịu là kẻ bề tôi tòng phục nữa. Chỉ vì vài nén bạc thường mà Y bán chủ, nay nếu được giá cao thì Y ngại gì không bán ta. Và lại việc này nếu vỡ lở thì danh dự ta khó toàn, ngay cả Lý Thường Kiệt cũng khó tránh. Nghĩ vậy, bà cho triệu gấp quan thái tể vào cung. Lý Thường Kiệt vừa vái lạy, ỷ Lan đã vội hỏi. Ông biết cả kinh thành đồn ầm lên về chuyện đô thái giám Đỗ Khánh Thập rồi chứ? Tâu thần có nghe và đã cho người đi giám xét. Hư thực thế nào, ông nói lại ta nghe. Tâu gần đúng như nhời đồn đại hai người đều im lặng và cùng tự thấy mình có dính líu vào các điều mờ ám nếu cứ để nó loang ra thì danh tính sẽ bị bôi nhơ chát bẩn phá vỡ sự im lặng ỷ lan hỏi ông thấy thế nào lý thượng kiệt đáp luôn tâu đỗ khánh thập đáng tội chết ta y theo lời ông phải giết nó càng sớm càng tốt vậy là trong thâm tâm hai người trước khi gặp nhau họ đã có chủ ý phải trừ khử đỗ khánh thập tâu xin thái hậu cho ý chỉ ghép y vào tội nào điều ấy sao ông còn phải hỏi tội họp bè đảng mưu phản nghịch chứ còn tội gì nữa hoàng thái hậu thật là sáng suốt nhưng chỉ giết một mình đỗ khánh thập hay giết cả lũ chúng ông nên biết nếu bây giờ giết hết lũ chúng sẽ gây chấn động nhân tâm cả nước giết một thằng thập để làm gương dân lũ chúng thôi tâu cho y hưởng án treo cổ hay án chém mạng. Tứ mã phanh thây để sát nhất nhân vạn nhân cụ. Giết một đứa để hàng vạn đứa khác phải khiếp sợ. Tâu Hoàng Thái Hậu, theo bộ hình thư năm nhâm ngọ 1042, thời các việc hành hình man dở ấy đều không có. Tâu, nó đã được bãi bỏ từ thời Đức Thái Tổ triều ta. Ông không lo, ta sẽ nói dùm Hoàng Thượng ra ân cho Đỗ Khánh Thập và cũng là để ứng với lời y thể thốt. Nếu thần ăn ở hai lòng, sẽ nhận cái chết không toàn thây. Việc hành hình man dở đô thái giám đỗ khánh thập tuy có làm cho lũ thái giám khiếp nhược, nhưng lại bùng lên một tin dữ khác, rằng giết đỗ khánh thập là nhằm bịt đầu mối, che giấu tội ác. Nhòi đồn sẽ động lại, sẽ âm ỉ mãi nếu các điều xấu cứ luôn được tiếp diễn cũng may mà triều đình đã biết dừng lại, tức là những người có manh tâm đã biết dừng lại và đang dần đi vào con đường chính đạo mà khoa thi vừa rồi là một bước đi hợp lòng dân, được lòng kẻ sĩ. Điều hết sức bất ngờ là Thái Phó Bình Trương Quân Quốc Trọng Sự Lý Đạo Thành vừa nhận được thư gửi từ thành Ung Châu Nhà Tống. Đó là thư của Từ Bá Tường, một nhà đại khoa bảng, đỗ tiến sĩ từ thời tống nhân tông nhưng không được trọng dụng lý đạo thành không tự tiện mở thư mà ông đưa trình lý thường kiệt